Tiếp theo này, đổ chân trái ra sau, chân phải chéo.
thổi sáo, bước qua và sau tay phải này, đuổi này, đuổi cuối và về. Từ trước mình đi lên này nhá, chạm 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 và về đây. Rồi tiếp theo này, mở cho mình chân phải lên, nhún nhún thu, sau lại bước chân phải nhún hai lần từ trước và sau đó lại thu. Rồi còn tay thì sao? Bước chân phải thì dùng tay trái đưa lên hân từ trước và lại nhún nhún lại. Lần này mình sẽ kéo về, phần người sẽ đổ ra sau và nhún chân xuống. Đây tiếp theo này, bước qua bên phải tay lặp lại trôi xuống và sau đó dừng. Rồi nhìn tay chân và thử vào nhìn cho mình nhé. 5 6 7 8 1 và 2 và 3 và 4 và 5 6 7 và 8 và 1 và 2 và 3 và 4. Tiếp theo 5 6 7 8. Rồi bây giờ mình muốn nói các bạn trong trường hợp cần gì nhá. Rồi bước chân phải lên thì người sẽ nhún và nhún xuống, nhún nhún lên, nhún nhún lên từ chân. Rồi bây giờ mọi người sẽ làm nhanh nhá, cùng kết hợp với cả mình nhá. 5 6 7 8 và 1 và 2 và 3 và 4 5 và 6 và 7 và 8 và 1 và 2 và 3 và 4 5 6 7. Kết thúc. Ok, bây giờ mình sẽ và nhịp chậm cho bạn cả phần đều khúc luôn. Chậm mà đi nha. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 và 1 2 và 3 và 4 5 và 6 và 7 8 1 và 2 và 3 và 4 5 6 và 7.